Đất chú ơi. À, trên một cái đoạn đường đi á, thì Bùi Hồ gặp ở trên đường quốc lộ thì gặp cái chú này đang nhặt phế liệu nè cô bác quý anh chị. Thì có hỏi thăm chú thì chú nói là nhặt ve chai để mà nuôi mẹ, thì không biết là như thế nào. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện An Minh của tỉnh Kiên Giang. Và trên cái đoạn đường đi á, thì Bùi Hồ bắt gặp được hình ảnh một ông chú ông quải một cái hai cái túi nhặt ve chai. Và Bùi Hồ có hỏi rằng á, là chú đi nhặt ve chai và chú sống với ai. Thì chú nói là chú nhặt để mà nuôi mẹ mình. Và thật sự cái câu chuyện một người đàn ông hơn 50 tuổi nhặt ve chai để nuôi mẹ mình đi trong mưa. Thì để hiểu thêm thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để nghe chú tâm sự ha. À, trên một cái đoạn đường đi á, thì Bùi Hồ gặp ở trên đường quốc lộ thì gặp cái chú này đang nhặt phế liệu nè cô bác quý anh chị. Thì có hỏi thăm chú thì chú nói là nhặt ve chai để mà nuôi mẹ, thì không biết là như thế nào. Chú, dạ con chào chú. Dạ dạ, chú vô đây đi. Dạ, con chào chú ha. Dạ. Cho đồ hả? Dạ. Tụi con cho chú một phụ chút chú một ít tiền. Hồi nãy con gặp chú ở trên cái tuyến đường chính đó. Đúng rồi. À chú ngồi đi chú. Rồi, cái đường mới đánh con. Dạ đúng rồi, trên cái cầu đó. Con đeo này nha. Hả? Cái đó là cái mít để cho mua tiếng chú gõ chút xíu rồi. Rồi mình gõ ra được không? Được. Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm bốn gà đó. Tuổi gà. À, chú đi nhặt ở ngoài mưa này á, là ngày nào chú cũng đi nhặt hay sao ạ? Con khuya trời nắng mới đi chứ con đi cái bắt mưa luôn à. Hồi sớm con gặp bắt mưa á. À, dạ, nhà của chú ở đâu? Ngay chân đường tắt mình này trời. Con không biết, tại tụi con không phải đời dân địa phương ở đây. Tụi con ở chỗ khác lại. À biết rồi. Dạ. Chú tên gì? Dũng. Ngay trang chỗ đường tắt mình, chỗ đường tắt một mình nè. Tụi con ở đây không biết được. Con gáo, con gáo đường tắt mình á. Là cái cuộc sống của chú hiện giờ, của chú sống với ai? Với bà già ruột không à? Mấy anh em có vợ hết rồi. Chú sống với mẹ ruột? Đúng rồi. Ừ. Là chú nhặt ve chai về nuôi mẹ hay sao? Đúng rồi, đúng rồi. À, mẹ của chú là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có tuổi mèo. Tuổi con mèo? Ờ. Tuổi mèo cũng lớn rồi. Ờ. Năm mấy rồi? Bà có bệnh hoạn gì không chú? Không. Vậy hả? Rồi chú Dũng nhặt ve chai là bao nhiêu năm rồi? 3-4 năm rồi. Trước đây chú làm cái công việc gì chú? Một lần thì nghiệp chắc lúa. Chắc lúa. Bây giờ xây lại lụm này. Xây lại lụm này. Lụm được 3-4 năm rồi. Ngày thì chú lụm được bao nhiêu tiền? Ngày có chúng thì ngày có 200 rồi. Nhiều? 200. 200. 200. À. Trời lụm vô chai có một ao một xíu rồi 200. Có mình dồn lại á. À. Dồn lại bao nhiêu ngày á mới được 200? Tuần. Một tuần. Tuần. Không phiền tháng nữa. Có thêm tháng nữa. Cái hai cái bao đó là chú lượm là bao lâu rồi? Mấy tiếng rồi? Bây giờ cũng đâu 2 tiếng. 2 tiếng rồi. Hai tiếng đầy rồi đó. 2 tiếng đầy rồi. Bây giờ chú đi về hả? Có lượm về dài về. Lượm về dài về. Chi vậy? Con hỏi để con biết, con có thể phụ chú một chút ít nào. Rồi chú Dũng có vợ con gì không? Chưa. Chưa? Không. Lúc trước có không? Không luôn. Không có. Ở trong mẹ chung ra luôn tới giờ. Là ngày xưa giờ là chưa có vợ là trai tân luôn. Ờ, với chồng mẹ chung ra tới giờ. Chú có anh em gì không? Hả? Chú có anh em gì không? Có chứ, có vợ rồi. À, sao rồi có mình chú nuôi mẹ hả? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Hỏi khúc giờ hỏi khúc đó ai cũng biết chứ. Chú với mẹ là sống trong nhà tường hay là sao? Nhà, không phải nhà tường, nhà kê mà nhà nước cho mình đó. À. Biết không? Nhà tiền chế. Tiền chế đúng rồi, tiền chế cây á. Dạ, nhà nước cho mà. Dừng ton hay dừng lá chứ? Dừng ton à. Ton ha. Mình dừng lá người ta đâu cho. Sao không cho? Ai cũng nghĩ dừng khoai nên mình đâu. Ờ. Trên cụm cư hay sao chú? Hả? Trên cụm dân cư hay sao? Ừ. Tiền nước cho mình. Tiền nước cho mình cái nhà. Cho lâu chưa chú Dũng? Cũng lâu rồi. Hồi trước giờ là chú có người yêu gì không? Không. Sao vậy? Chụp mẹ cho ta đi ông nội ơi. Chụp mẹ. Không, con hỏi để con tìm hiểu để có thể biết để giúp đỡ cho chú với lại cô bà. À, cho đỡ khó khăn hơn. Đúng rồi. Tí xíu nữa con tặng cho chú quà. Sáng giờ chú ăn gì chưa? Chưa. Chưa ăn gì? Mới. Sáng con mới đi chứ quên. Sáng con mới đi còn giấc trưa thì chưa nè. Ăn cơm với gì? Chắc sẽ ăn với
Thịt heo kho. Thịt heo kho. Chú lượm là hả? Anh này ở Bình Dương hay vậy? Dạ con ở Sài Gòn. À Sài Gòn. Dạ. Sài Gòn có nghe em tôi ở ngay Sài Gòn á. Có gửi tiền về nuôi chú anh không? Em ruột á. Hả? Có gửi tiền về phụ chú không? Không không à. Không, chú có mấy anh em? 9 thằng. 9 anh em. Ba đứa gái. Trời. 80. Tại sao không nuôi mẹ phụ tiếp chú mà chú phải đi nhặt ve chai? Gỉnh sao vậy? Sao mấy anh không nuôi cho phụ chú? Nó giao cho mình. Dạ. Hiểu không? Bước xuống chú. Hiểu không? À, giao cho chú nuôi. Đúng rồi. Là chú buồn không? Không. Sao không buồn? Buồn là vì buồn. Sao không giao nói mẹ tại sao mới không nuôi đi mà nuôi chú, để chú nuôi? Ai nuôi có phước, ai không nuôi thì không có phước. Hay ha. Hả? Dạ, dạ, ai nuôi có phước. Con thấy chú đeo sô chuỗi kìa. Chú cũ mà. Sao, chú ăn chay hay ăn mặn? Ăn mặn. Ăn mặn hả? Còn bá ăn chay. Mẹ là hiện chay. Đúng rồi. Tới gặp ăn chay nha. Ngồi xuống đi chú. Là đồ ăn ở nhà là chú nấu hay là mẹ chú nấu? Mẹ nấu rồi, còn tôi nhà chú nấu nữa. Chú là năm bao nhiêu? 54. 54 tuổi trời. Chú giờ mẹ. Tuổi gà đó tính nhiêu? 70 mấy hả? Tuổi gà tính nhiêu? Khoảng 54 không? Dạ. Sao không chịu cưới vợ để nuôi mẹ phụ mình? Chú không? Chú. Sao không cưới vợ nuôi mẹ phụ mình? Người ta có chịu mình đâu mà cưới. Không lẽ người ta không thương? Má tụi ba cũng chịu, nghĩ sao? Hả? Ba cũng chịu nữa. Ngày xưa là đi vắt lúa là ngày được nhiêu tiền? Ngày có 200 à. Ngày 200. Thì tiền đó mình đi để dành dụm cưới vợ cũng được vậy. Nuôi bà già. Dạ. Nuôi bà già. Để nuôi bà già thôi, để nuôi mẹ thôi, chứ không cưới vợ. Cưới vợ thì ví dụ đi mà chú đi nhặt xe chai thì vợ chú nuôi. Đúng, nghĩ sao? Sao nghĩ sao? Ở đây chú nhặt cái gì đây? Chai. Hai bao chai như thế này là được nhiêu tiền chú? Bia nữa nè. Dạ. Bia nữa đó. Hai bao này có chú độ có được nhiêu tiền? Cái này hả? Dạ. Ký 30. Ký 30. Đó không? Ký 30 ngàn. Cái gì? Con nhớ chai này đâu, ký có mấy ngàn mà. Bia kìa, lon bia mình đó. Lon bia ký 30. Lon bia là chú bán ký luôn chứ không có bán lon. Đúng rồi. À. Bán lon là lon nhiêu? Ngàn đồng có ba lon à? Ba lon ngàn. Còn bán ký thì ký 30. Chú lượm 7 ngày mới được 200 ngàn. Vậy? Dám đâu? Mấy ngày? Mày đi dọn. Bây giờ tôi dọn dưới bao bự. Bao bự đó là mấy ngày á? Mới có 2 ngày đó. 2 ngày mà ăn bao bự rồi. Là một ngày chú đi lượm cả mấy bao như thế này, mấy bao nhỏ như thế này? 5 bao á. 5 bao. Là sáng giờ được mấy 2 bao rồi ha. Là về rồi chú đi nữa hay sao? Về nghỉ. Dạ nghỉ. Nghỉ thì mơi mới đi. Mơi mới đi. Hôm nay là hổm gà chú có bán không? Chưa. Chưa hả? Ở trong túi là hôm nay được nhiêu tiền? Không bật nào mới sợ à. Đâu lấy con coi với. Mày lấy khát nước sao? Dạ có đâu mà có. Con thấy có kìa. Trời có mấy ngàn bạc cái đâu nhiêu. Trời ơi. Đâu lấy ra con coi với. Tại sao uống nước? Đủ tiền uống nước lạnh đâu không? Đủ. Uống nước suối uống không? Đủ luôn. Mấy ngày lâu là cho con coi đó. 2-3 ngàn. 4 ngàn. 5 ngàn. 6 7 8. 8 à? 9. 10 mấy ngàn á. Chú đi làm như thế để chú hết. Có 12 ngàn à? 12 ngàn ở đâu mà giấy ngàn không vậy? Hả? Ở đâu mà giấy ngàn không vậy? Nhà đổi á. Đổi để cho chú làm sao? Hả? Chú đổi chứ đỡ dành hả? Rồi mười mấy ngàn này là mình mua được cái gì? Giờ đi cho nước uống á. Sáng là chú ăn cơm gì chú mới đi ấy? Sáng cơm với... Heo lại chú nói cá. Hò. Cá với heo khô. Cá gì chú? Hả? Cá gì? Cá đối. Cá đối hả? Cá đối đó là mình mua hay sao? Em buộc cho. Cho hả? Rồi ở nhà con không biết là mưa như thế này, ở nhà mẹ có bị mất mưa không?
có mưa nó có dột vô nhà mình không á? Có khi trời mưa mình đục gì? Ở nhà nhà mẹ có chú á, là sống ở trong nhà đó là mưa nó có dột vô nhà. Không à. Người ta lục thiếu cái chơi làm gì lột? Con muốn hỏi nữa nè, chú mẹ cô chú á là có đi đứng gì được không? Có. Đi đứng được. Ừ. Mẹ cô chú còn biết hết không? Nhớ hết biết không? Biết chứ. À, vệ sinh đồ được hết không? Tắm rửa đồ được hết không? Ừ. Được hết hả? Còn mẹ cô chú mà ốm đau thì nấu cháo đồ đó, ai nấu? Nấu chú, cháo cho mẹ nấu. Ăn á. Chú nấu với bà. Chú nấu luôn? Ừ. Ừ. Ê, mẹ bệnh ăn không được thì ai đút? Bà có bệnh đâu bà đút. Không có bệnh hả? Ví dụ như lâu lâu bệnh lần cảm á. Bố mua thuốc, bố uống lên cái hết à? Uống lên cái hết hả? À, chú nôn đi đặng lợn nữa hả? Để con thấy lên cho chú đồ đặt hỏi hợp chuyện với chú đi nha. Hôm nay chú đem đi theo có hai bao chú, này. Chú đứng ở đây, chú đứng đó đi, chú ngồi đây để tụi con cho chú đồ. Rồi chú lụm. Hả? Cái này là chú về tới nhà là cỡ bao xa nữa? Trời ơi, chút xíu tới rồi. Chút xíu nữa tới hả? Rồi con thấy những lúc trời mưa đi dưới này chú có đục mưa không? Có chứ. Ngồi đi ra quán nó đục mưa rồi. Quán đục mưa hả? Mưa cũng không lớn đâu. Vậy sao mà chính anh em mà sao mà giao mấy anh em của chú khá giả không? Con thằng nó giàu. À, sao nó có gửi tiền cho chú nuôi phụ mẹ không? Không. Ủa nó thích làm gì vậy? Dạ. Cái đó chú. Cái đồ mày cầm kìa. Cái đèn. Không có cái đồ chú cái này nè, trong cái đèn ở trong cái trong này nè trời. À, chú không biết cái này nè. Hôm mai gặp chú tình cờ con với Đạt đi á thì tặng cho chú với mẹ chú hai chai dầu. À, biết không? Chai dầu này ở đâu biết không? Chai dầu gì biết không? Ở thành phố Mỹ. Mỹ là bên phố bên Mỹ, rồi thành phố này gửi cho phố mình đem đây. Đúng rồi ha. Đưa cho mẹ chú sức. Ừ. Chú đúng Kevin rồi. Trần ở Mỹ, còn đây là đèn năng lượng mặt trời của chú Kevin Trần của Mỹ tặng cho chú luôn ha. Cái gì? Có mưa thì chú gạch lên gì là nó sáng nè. Thấy không? Điện, buổi tối cúp điện á. À, hiểu rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Cái này là bấm nè. À, hiểu rồi. Đó, thấy không? À, hiểu rồi. Sáng đó. Ừ. Này là chú dùng để cúp điện rồi đó. Ừ. Cái này nó bán phế liệu nha. Mình bỏ vô bọc. Bỏ cháu. Mưa tới rồi. Mình bỏ vô bọc đến thôi nữa. Chưa, bỏ để chú bỏ vô bọc đặt đứng đó đi. Không sao hết á. Để cho bọc đừng cho nó ướt trời. Bỏ dầu vô. Chú kỹ lắm. Rồi đây là con này là của con tặng cho chú. Mưa mọi người. Hằng ngày á là chú phải đi lượm như thế này. Mặc dù mưa trời mưa nắng bây giờ tranh thủ vô. Này là 200 ngàn của con tặng cho chú. Ừ. Nhanh vô chú ơi. Mưa điếc gì nổi ô cái này. Mưa rồi. Cái này có sợ đất gì đó nhỉ. Đất chú ơi. Má nãy giờ đục đắng á. Mưa lạnh không? Không. Hả? Không. Mưa lớn lắm rồi. Mưa nó coi. Mưa nó coi sợ trời ơi. Bỏ tiền vô túi đi. Chắc cho chẳng hạn. Chú biết cái tờ này nhiêu tiền không? 200. 200 là ăn được mấy ngày? Có ngày nữa. Hả? Ừ. Cái lộn như thế này có ai cho tiền chú không? Không à. Nay là cho tiền được 200 ngàn mừng không? Chứ ít còn chê nữa mừng. Hả? Qua 500 đi. Con có bao nhiêu à? Rồi này. Trời ơi, bạn con nó hết tiền. Hết tiền rồi. Chú đem về đây rồi hữu duyên chú cháu mình gặp nhau. Đúng rồi. Ha. Tụi con là chủ ít lòng nhiều. Nghe chú. Đúng rồi. Mình cứ gặp được chú á. Gì có phước đâu chứ gặp chú gì. Dạ. Có phước đợi có đời qua mới gặp gì nè. Sao? Có đời qua mới gặp này. Có vậy. Có đời qua mới gặp. Có đào qua mới gặp chú hả? Ừ. Tại là chú không có gặp con. Gặp mày thì nãy thấy mày chạy ngang cái đầu. Mày chạy ngang cái lũ mới nở á. Chạy được ở trong cái lũ mới vẹo ra. Nhưng mà vui không? Được nhận tiền vậy vui không? Vậy là lượm mấy ngày phế liệu? À. Vậy nếu như mà chú lượm phế liệu là chú lượm mấy ngày? Có ngày về luôn. Hả? À. Về luôn rồi đó. Mưa rồi, về luôn. À. Nhưng mà nếu như mà 200 ngàn là chú lượm là mấy ngày chú bán được 200 ngàn? Rồi có ngày nữa. Ngày không?
bán ngày, còn lượm là lượm nhiều ngày á mọi người. Đúng rồi, anh chị đúng không? Ừ. Lượm là nhiều ngày. Hết mưa rồi thấy không? Chưa, còn mưa á. Thì hết rồi nè. Chưa. chú Dũng không có nhạy bén như những cái chú khác. Anh là nữ là trước đây là chú mấy cái công việc mà chú dắt lúa rồi, còn chú còn làm công việc gì nữa không? Không, làm này không. Làm này thôi. Con hỏi này ai mà không biết nha, ai mà không biết là có vợ để mà cho nó khỏe mình với là khỏe mình, khỏe mẹ của mình mà chú kén chọn quá hay sao mà chú không có vợ? Bà già không chịu. Bà già không chịu. Vậy là chú có người yêu đúng không? Ai nói vậy? Chú mới nói luôn á. Chú có người yêu mà bà già không chịu. Ở đâu? Chú nói với con rõ ràng luôn á. Sao chú nói bà già không chịu mà vậy là chú có muốn? Cũng như bà không chịu có vợ hiểu không? Không chịu, chú có vợ. Ờ. Sao không chịu? Ai biết. Con mình có vợ mình sao không chịu được? Hả? Bà không có bà kia mới lượm 500 ngàn thôi. 500 mà 2 tờ, 1 triệu. 2 tờ. Thôi, cái đó là kệ ta. Mỗi người mỗi phần phước mỗi hưởng. Đúng không chú? Ừ. Nhớ là cắt dầu cho cẩn thận, đưa cho mẹ mình trai dùm con. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho bà luôn. Cho bà hết luôn. Cho hết rồi, cho bà sức. Rồi ví dụ như thời điểm này là có dự tính có vợ nữa không? Không. Sao vậy? Sao vậy? Có vợ con làm mai chưa? Không nữa. Hả? Ừ, đừng tào lao. Nha, con góp ý với chú của ít lòng nhiều ai. Vậy cho nhiều lấy nhiều à? Tại mình hỏi vậy thôi. Dạ. Còn tiền của mọi người thì mọi người cứ không có làm nhiều cũng làm lao động mới ra tiền. Đúng. Nên là nữ là cho nhiều mình cứ nhận nhiều mình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng. 10.000 cũng lấy nữa. 10.000 cũng lấy, cho 5.000 lấy không? Lấy luôn. 2.000 lấy luôn. Thấy trong túi còn có 10 mấy ngàn. Trời ơi, sao đi giết người ta? Hả? Sao biết vậy? Mới thì móc ra cho con coi đó. Sao biết cái trong túi tôi có tiền? Chú đếm nè đó. Chú mới đếm luôn á. Hồi nãy mày kêu móc ra mới thấy á. Chứ hồi nãy đi có thấy đâu. Có người yêu mà giấu. Lào. Có thiệt bộ. Ủa. Có không? Ừ. Cái đằng này về cái đầu tầng này cúp điện cái bắt lên sáng. Ừ. Ở đây là gì có thế này. Trời nắng chú đem ra sạc pin nha, nó xài năng lượng mặt trời. Thì đúng rồi. Dạ. Đâu có trong nhà có đồ sạc à. Ở đây làm gì có thứ này. Hả? Ở đây làm gì có đèn đó. Ừ. Có đèn bự không à. Chứ đèn này không có đâu. Có nói gì lắm mà cảm ơn mấy chú không? Có chứ. Nói đi. Cảm ơn chú cho. Cảm ơn chú cho. Má chú trụ mẹ anh cũng có đi. Em cũng có đi chú nghĩ sao. Giờ đi đâu? Về đi đâu nữa. Dạ hả? Sao, sao kêu bằng ông nội kêu em mới em mà sao kêu bằng ông nội? Đi cũng tạnh mưa rồi thôi chú về ha. Chào chú nha. Bye bye chú. Nghe nói là tụi con nghe nói là tụi con thì cũng không có nhiều tiền nhưng mà nghe nói là chú đi nhặt phế liệu thương mẹ nuôi mẹ là ai thương chú. Gì? Hả? Ai nói vậy? Ai nói gì? Chuyện ai nói vậy? Ai nói cái gì chú? Chuyện ai nói vậy? Ai nói? Con gặp chú nãy mà. Không có ai nói kìa. Nói vậy? Đã ai nói lại mày á. Nói sao? Thấy chú đi ngoài đường lụm cái lụm chai mà ai nói mày mới biết. Chú mới đi ngoài đường nữa, con mới chạy gặp chú mà. Đã ai nói kìa. Có ai nói? Không nói sao biết. Thì gặp chú hoài đó. Cái bao này là biết rồi nè. Trời ơi, ta hổ cái gì, ta nói cái gì. Rồi, bye bye chú Dũng. Mày tính về vậy? Dạ chứ, giờ đi đâu không lẽ chú nuôi cơm con. Nuôi cơm không? Có nấu cơm không cho ăn, ké ăn miếng đi. Hả? Có không? Nó chơi cũng không có bạc. Ủa không kia nó cho được 200 nữa thằng cái cô. Thằng nào? Thằng cái cô thì được 200. Thằng nào? Thằng cái cô mà. Chân cô là sao? Chân cua là nó cho. Chân cua hả? Ờ. Vậy nha cũng như thứ bảy vậy nó đổ nó gần nó cho. Ờ. Đó, nó